Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả công bố về chỉ số cải cách hành chính công bố mới đây, Văn Lâm là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố. Đây là năm thứ 6 liên tiếp địa phương này dẫn đầu về việc cải cách các thủ tục hành chính. Điều đặc biệt là các xã trên địa bàn huyện cũng đều xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Trong đó, hai địa phương đứng đầu toàn tỉnh là xã Tân Quang và xã Chỉ Đạo. Sau đây là ghi nhận về cách làm của những địa phương cũng như phương thức lãnh đạo chỉ đạo của huyện Văn Lâm để duy trì vị trí dẫn đầu trong năm qua. Hôm nay là tôi thực hiện cái thủ tục xin chứng thực cái bản sao giấy khai sinh cho cháu. Tôi vào ứng dụng Zalo và vào cái trang tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật xã Tân Quang. Tôi lựa chọn là dịch vụ công trực tuyến. Với cái tầm tuổi của tôi hơn 50 thì tôi thấy thao tác nó không có gì là khó cả. Nó rất là đơn giản, nó chỉ qua mấy bước thôi. Tôi thấy được cái ứng dụng như thế này nó rất là hữu ích cho người dân chúng tôi. Thì trong quá trình hoạt động kinh doanh thì chúng tôi cũng cần sử dụng các dịch vụ liên quan đến việc chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc chứng thực các hợp đồng. Thời gian đây thì chúng tôi biết đến cái dịch vụ công trực tuyến qua cái trang tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thì cái này chúng tôi thấy nó rất là hữu ích và tiện lợi cho các doanh nghiệp, không cần phải truy cập trang web hoặc là truy cập vào các app, vì cái đó cầu chúng ta là phải cần có mật khẩu, cần có nhớ chính xác cái trang web, thì ứng dụng Zalo này lại không cần. Sáng kiến đưa thủ tục hành chính lên trang tuyên truyền giáo dục pháp luật của xã Tân Quang được thực hiện từ năm 2021. Đến nay, sáng kiến đã được đông đảo người dân địa phương sử dụng, bởi nó đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp qua các bước hết sức đơn giản trên ứng dụng đang được rất nhiều người sử dụng. Cách đây khoảng hơn một năm là chúng tôi đã xây dựng trang và sau đó chúng tôi đã phục vụ rất là thành công trong công tác phòng chống dịch. Vừa qua là thực hiện chủ trương sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thì tôi đã ứng dụng và đưa tất cả các dịch vụ công của tư pháp vào trong trang. Đó là cách làm của xã Tân Quang, địa phương được xếp loại xuất sắc theo kết quả chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022. Cùng xếp ở vị trí này còn có Chỉ Đạo, địa phương cũng có những đổi mới để người dân dễ dàng tiếp cận với các thủ tục hành chính. Đảng ủy Hưng An có một cái cổng thông tin điện tử của xã và có một cái Facebook của xã Chỉ Đạo để gắn kết và tuyên truyền trên đấy để cho những người dân nắm được. Thứ hai nữa là qua các hội nghị sơ kết tổng kết để đôn đốc cũng như nhắc nhở, đặc biệt nhất là nghe những cái ý kiến phản hồi của người dân để rút kinh nghiệm để làm sao đảm bảo cho được lần sau người dân đến được tốt hơn và nhanh gọn hơn. Có những cái phần nó thủ tục nó thay đổi thì đến đây các anh chị cũng hướng dẫn tận tình cho nên là cũng nhanh, được gần nửa tiếng rồi, gần nửa tiếng rồi chắc là cũng gần xong rồi. Tôi đến làm cái thủ tục ở đây thì rất là nhanh, trong cái bộ phận một cửa được giải quyết trong vòng chỉ khoảng 2-30 phút là xong thủ tục. Nhân viên ở bộ phận một cửa đã làm rất tốt, không có gì là gây khó khăn cả. Mỗi năm, huyện Văn Lâm tiếp nhận gần 50.000 hồ sơ thủ tục hành chính, một con số vượt trội so với nhiều địa phương khác. Năm 2022, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,9%. Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện luôn chú trọng tăng cường hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực, thái độ phục vụ của các cán bộ chuyên môn ngay từ cơ sở. Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, huyện Văn Lâm cũng chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện quy phạm pháp luật, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách cơ chế tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Chúng tôi đã tập trung toàn một hệ thống chính trị để vào cuộc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nhiệm vụ cải cách hành chính tôi giao và gắn trách nhiệm với những người đứng đầu của các cơ quan đơn vị trong toàn huyện. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và có đánh giá theo từng tháng, từng quý để làm sao đôn đốc hướng dẫn các xã thực hiện cho tốt. Chúng tôi đã giao nhiệm vụ tiếp tục cắt giảm. Trước đây đã giảm rồi, bây giờ tiếp tục cắt giảm. Đấy, các cái thủ tục hành chính, giảm thời gian thế và tập trung áp dụng công nghệ thông tin. Thời gian tới, huyện Văn Lâm tiếp tục đẩy mạnh rà soát rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định nhằm cải tiến chế độ làm việc, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở huyện và các xã, thị trấn. Thời lượng mục cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.